Các thành phần của kem trị nám Harun Xuelianxiu, Hàn Quốc, đều bào chế 100% từ những loại thảo dược thiên nhiên an toàn cho da như chiết xuất nho thai, cúc la mã, hoa thủy tiên, nấm tuyết, chiết xuất lô hội, tinh dầu oải hương, chiết xuất lá tế tô Hàn Quốc, chiết xuất quả đào, chiết xuất vỏ cây thông đỏ, tính chất dầu jojoba, collagen tươi và hơn 19 loại axit amin hỗ trợ sản sinh collagen cần thiết cho làn da trắng sáng, mịn màng, mờ nám tàn nhang hiệu quả như Anantoin hay còn gọi là axit uric, niacinamide, sắt trứng cá alpha bisabon, axit kojic, vitamin A, vitamin B, vitamin C. Công dụng: ức chế melanin giúp nhanh chóng mờ nám, tàn nhang và các vết sạm da do tác động từ môi trường, hóa chất, làm mờ nhanh các vết chân chim, vết thâm sạm da, các mảng da không đều màu, tái tạo tế bào da mới, loại bỏ lớp da sần cũ tối màu, tăng cường collagen và các chất chống oxy hóa cho làn da tươi trẻ, ngăn ngừa quá trình lão hóa giúp làn da đàn hồi, căng mịn, giúp cung cấp và duy trì độ ẩm cho làn da, giúp da mềm mịn, đàn hồi, ngăn ngừa khô da và hạn chế nám, sạm, da không đều màu tái trở lại. Thành phần: chiết xuất tự nhiên từ các loại thực vật nổi bật với tinh dầu macca, dầu ô liu, cúc la mã, hoa oải hương, hoa sen, hương thảo, tràm trà, lô hội. Tính chất dầu jojoba, allantoin, odihylozona, tocopherol, vitamin E. Công dụng: bổ sung dưỡng chất để dưỡng trắng làn da, ức chế sự hình thành sắc tố melanin, tạo một lớp màng chắn bảo vệ làn da của bạn tránh khỏi các tác nhân bụi bẩn, vi khuẩn gây hại cho da từ môi trường ô nhiễm bên ngoài. Bên cạnh đó còn có khả năng chống lại tia UV, tia cực tím, là nguyên nhân chính gây ra các vấn đề về da nám, tàn nhang. Chiết xuất lô hội còn giúp làm dịu da, cấp nước cho da mỗi khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hay môi trường nắng nóng. Thành phần: chiết xuất từ hoa thủy tiên, lúa mạch nha, nọc ong, nấm tuyết, allantoin, niacinamide và sáp trứng cá alpha bisabon, axit kojic. Công dụng: đặc trị nám tàn nhang, đốm nâu, chống lão hóa, alpha bisabon, nọc ong, axit kojic. Giúp trị nám tàn nhang, loại bỏ sắc tố thâm nám tối màu, đem đến làn da trắng sáng, trẻ trung, ức chế sự hình thành melanin. Chiết xuất nọc ong làm trắng da, ức chế melanin và chiết xuất nho thai tăng cường cải thiện bề mặt da, kích hoạt tái tạo, trẻ hóa làn da. Kết cấu kem mỏng nhẹ giúp dưỡng chất thấm nhanh vào tế bào da, nuôi dưỡng làn da trắng sáng từ sâu bên trong. Với các chiết xuất từ lúa mạch nha, allantoin, niacinamide và sáp trứng cá giúp thúc đẩy sản sinh collagen, cấp nước, dưỡng ẩm cho làn da, tăng độ đàn hồi giúp cho làn da trở nên trắng sáng bật tông hơn và làm mờ nám, tàn nhang hiệu quả. Allantoin còn có công dụng chống kích ứng nên nó phù hợp với tất cả các loại da, kể cả những làn da nhạy cảm nhất. Thành phần: nước hoa hồng, chiết xuất rau má, rễ cây bạch mai, vân vân. Công dụng: làm dịu da tức thì, cân bằng độ ẩm, ngăn ngừa dầu thừa, kháng viêm, kháng khuẩn, chống nhiễm trùng, thúc đẩy làm lành vết thương, ngăn ngừa mụn. Với thiết kế đầu bơm tiện lợi, chỉ cần nhấn nhẹ là lấy được toner. Chất toner dạng lỏng nhẹ, siêu thấm, thẩm thấu nhanh chóng, không gây nhờn rít, vết dính. Essence, bộ sản phẩm trị nám dưỡng trắng Harun Hàn Quốc, là một sản phẩm chăm sóc da dạng nước, sở hữu hàm lượng lớn các thành phần hoạt tính có lợi cho da như AHA và BHA, giúp cấp nước bảo vệ và tăng cường sức khỏe của làn da, nhẹ nhàng loại bỏ tế bào da chết, làm đều màu da và cải thiện kết cấu da của bạn. Nó cũng chứa chiết xuất từ nấm lên men để thúc đẩy làn da sáng và dưỡng ẩm hơn. Mục tiêu chính của Essence chính là cấp nước cho da, làm ẩm da. Bên cạnh đó, Essence còn chứa đầy vitamin và chất chống oxy hóa, giúp tái tạo tế bào da, chống lão hóa và sửa chữa hàng rào bảo vệ da của bạn, giúp làn da bạn tăng cường sự hấp thu của các thành phần hoạt tính của các sản phẩm tiếp theo mà bạn chuẩn bị đưa vào da. Thành phần: protein, collagen tươi, axit hyaluronic, vitamin B5, chiết xuất từ rau sam. Công dụng: tái tạo, giúp làm lành vết thương, giúp mờ sẹo và làm chậm quá trình lão hóa da. Các sắc tố melanin cũng được loại bỏ, nhờ đó hạn chế thâm nám, giúp da trắng khỏe. Collagen tái tạo da, kích thích sản sinh tế bào mới để da luôn khỏe mạnh, giúp bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời và giúp phục hồi các tổn thương trên làn da của bạn. Thành phần: nhân sâm, dịch nhầy ốc sên, tinh dầu oải hương, chiết xuất lá tía tô Hàn Quốc, chiết xuất lá trà xanh, chiết xuất lá cây ngân hạnh, tinh dầu chanh vàng, trà xanh, vân vân. Với thiết kế hiện đại sang trọng, phần nắp lọ là một cái đầu cọ massage, giúp massage da mặt nhẹ nhàng thư giãn, đánh thức những sợi collagen dưới da hoạt động mạnh mẽ, giúp cho làn da săn chắc, khỏe mạnh, sạch sâu. Với chất sữa dệt lòng tạo bọt ẩm mịn, hương thơm thoang thoảng dễ chịu, nhẹ nhàng lấy đi hết những bụi bẩn bã nhờn dầu thừa trên da, giúp làn da sạch sẽ, khô thoáng và không gây khô rát. Giúp làm sạch bụi bẩn và lớp trang điểm nằm sâu trong lỗ chân lông, xe khít lỗ chân lông, dưỡng ẩm, dưỡng trắng da, chống oxy hóa, kháng khuẩn tự nhiên, chứa nhiều vitamin và chất dinh dưỡng, giúp làm sáng và đều màu da, giúp lưu thông điều hòa khí huyết trên da, hỗ trợ làm mờ các vết sạm nám, tối màu trên bề mặt da, giúp da trắng sáng, đều màu và mịn màng hơn, tăng cường khả năng dưỡng ẩm, giảm mịn màng, không gây khô rát, độ pH phù hợp với mọi loại da.